Việc Kiều hồi hương, lấy vợ hồi hộp. Tác giả Chu Tất Tiến Cỡ trên dưới con trăng rồi, mà không thấy thầy Tư bonsa gọi. Chắc lại có chuyện gì mắc mớ ở đây. Mà gọi thầy bằng điện thoại, thầy Tư ít khi trả lời. Thôi thì đành đến gõ cửa nhà thầy vậy. Tới nơi gõ hoài, thầy mới lệch sạch mở cửa, ló cái đầu bạc ra. Thấy cái bản mặt tôi, thầy chỉ nhúng vai rồi đi vô. Không mời chào chi cả. Tôi cũng chẳng cần lễ bộ gì, tửng tửng theo thầy vào salon. Chờ thầy quay cái mông dẹp lép, ngồi xuống ghế. Tôi mới hỏi. Sao thầy bệnh hả? Cỡ cả tháng rồi không thấy thầy kêu réo chi. Thầy chép miệng thở dài bệnh dưới thân thì không, bệnh đầu thì có. Tôi nhổm người. Ủa, nói chi lạ vậy? Bệnh dưới bệnh đầu là chi? Thầy Tư lại chép miệng thở dài nữa. Thì bệnh trên là bệnh ở cái đầu đó. Nhức đầu quá mà giải quyết không được, bực cả cái mình. Sao vậy? Thầy kể tôi nghe coi, coi tôi có giúp gì được thầy không? thầy quắt mắt. Mày mà giúp cái khỉ khô, tao đây còn chào thua nữa là mày. Thầy Tư chỉ chỉ ngón tay vào mặt tôi. Nè, mày nghe đây. Nếu mày giúp được thì tao cho mày chậu bánh xèo, bả nấu, móng ten mà giòn rụng. Nghe đây. Thầy chẳng hắn rồi tiếp. Thằng ba nhà tao mày biết rồi đó, nó lông bông hoài không chịu lấy vợ. Tao nói nó hoài, nó cứ nhe răng cười trừ. Bây giờ bỗng dưng nó đòi về Việt Nam lấy vợ. Tao cản nó không được nên tức ói máu. Nó là thằng hăng đá dế nên tưởng con gái Việt Nam dễ dạy. Nó cứ nói là ôi giờ, tụi con gái Việt Nam cần đi Mỹ nên nếu có ai đưa tay ra cứu giấc thì nhất định tụi nó sẽ vân phục mình. Tao biểu nó là mày đừng tưởng bỡ, con gái Việt Nam bây giờ khôn hơn quỷ. Mày dắt nó về đây năm bữa nửa tháng là nó đá vào lái cho mày coi. Nói vậy mà thằng mắt dịch nó cứ cười hề hề. Ba cứ cẩn thận quá riết rồi thành ông già lắm cẩm. Tao chào thua nó luôn. Tôi nghe câu chuyện này đột nhiên muốn nhảy dựng lên. Tôi nói, thầy phải nghe tôi, đừng cho nó lấy vợ Việt Nam. Nhất chính nhị bù. Lấy được con nào đàng hoàng thì hiếm, mà lấy nhầm dân ba trợn thì nhiều. Bộ tao không biết hả? Mày làm tài khôn hoài. Mày ngon thử nói lý do tao nghe. Tùy hằng tiết vịt, nói ào ào. Nè, nhất chính nhị bù một trăm phần trăm. Nghĩa là lấy được con vợ ngoan thì nhờ phước đức ông bà để lại còn đa số đều rất huốt. Nói chung muốn lấy thì cũng phải tuân theo mấy điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải có họ hàng ở Việt Nam theo dõi, giới thiệu, con nào ngoan ngoãn, hiếu để thì mới lấy. Thứ hai, phải có nghề nghiệp đàng hoàng, không thể lấy sinh viên học sinh hoặc mấy đứa làm nghề tiếp thị, làm nghề long bông, không cần bằng cấp. Thứ ba, mấy đứa giàu quá cũng không được, Mấy đứa con nhà giàu thường là con nhà tư bản đỏ. Chỉ muốn có thằng chồng làm cái cầu cho nó qua Mỹ rồi đá đít thằng chồng ngay. Tội gì nó lấy chồng lèn quèn, kỹ sư bác sĩ cũng chẳng bỏ cho nó theo suốt đời. Mấy đứa ấy phải lấy chồng là thương gia cho nó xài thả cửa. Mà xài bằng tiền mặt nghe chưa? Nó không thích credit đâu. kỳ nhất là mấy đứa á hậu, qua hậu Lấy á hậu thì nó sẽ cho mình á khẩu mấy hồi. Lấy qua hậu thì nó nay đòi cái hột này, mai muốn thêm cái hột to hơn cho đáng với nhan sắc của nó. Mà thường mấy đứa đẹp đẹp bây giờ toàn là qua hậu giao kéo không à. Mấy đứa ấy chỉ thích bưởi trên bưởi dưới, nhưng đầu óc thì toàn bả đậu. Đang thao thao, thầy tư giờ tay cản. Thôi mày, ngừng, Bộ mày tưởng tao không biết hả? Tao còn rành hơn mày nữa. Sức mấy thầy Tư? Nè, tôi kể cho thầy nghe. Kinh nghiệm của tôi nha. Thầy nghe, thầy kể lại cho thằng ba nó nghe. Nghe xong là bảo đảm nó chạy thục mạng, không dám ngó lại Việt Nam nữa đâu. Rồi tôi dặn hắn hùm hùm hai ba cái, rồi bắt đầu kể. Bữa hổm tôi có việc phải đi San Jose, đi xe đò hoàng duyên số làm sao mà tôi ngồi ngay chỗ trống bên cạnh một nàng khoảng bốn mươi hơn trông cũng ok tôi cúi đầu chào nàng rồi mới ngồi xuống vừa đặt mông xuống ghế thì nàng mở lời liền anh đi có một mình tôi mỉm cười trả lời dạ tôi đi có một mình bà xã ở nhà coi cháu ngoại người đẹp trầm ngâm một hồi rồi bắt chuyện luôn em cũng đi có một mình mà em em mới ở việt nam qua tôi quay lại ngó nàng đánh giá xem loại người nào thì nàng bắt đầu thao thao một mạch chẳng cần tôi hỏi thăm chi cứ nói ào ào nghe một hồi thì biết là nàng là gái tân lấy chồng việt kiều gặp ông Việt Kiều này về hai người bắt mắt nhau rất lẹ. Ông chồng làm giấy tờ cho nàng qua đây. Đến khi nàng qua mới dở lẽ là ông có hai ba bà kiếm được ở mấy trung tâm người già. Theo lời nàng thì nàng là gái chính chuyên, không chịu kiểu đó, nên nàng bỏ đi. Chỉ sau ba ngày ở với ông già, bây giờ nàng đi lên miền Bắc, tìm con bạn làm neo để ở trên đó luôn. Ai chà, câu chuyện nghe có vẻ thiệt thà, khuôn mặt lại dễ thương. Không đẹp nhưng có nét chất phát. Tôi mới đầu cũng tưởng nàng nói thiệt, nhưng sau vài tiếng đồng hồ ngồi chung, nàng mở máy tấn công tôi liền một khi. Nào là anh đẹp dai quá nhỉ? Trong anh tuy lớn tuổi nhưng không giống ông chồng già của em, lèm bèm khập khiến. Nghĩa là nàng chê cái cầu đã đưa nàng sang đây không tiếc lời và khen tôi quá mạng. Tôi biết ngay là nàng đang câu tôi, muốn đổi cái cầu này lấy cái cầu khác. Cho dù tôi nói đi nói lại là tôi có cháu ngoại rồi, nàng không khe. Tôi chỉ ngồi nghe chứ không dám nói gì, vì đã biết tẩm tầm tông cô nàng này thuộc loại gì rồi bập vào cô là phải bỏ vợ con ngay, mà chả biết quá khứ của cô là gì. Đến khi tới bến, nàng ổng ẹo hỏi tôi, anh có chỗ ngủ không? Em tới nơi này lạ lẫm nhờ anh chỉ dẫn nhé. Nghe hết câu này, tôi cười và xin lỗi nàng là có cậu em vợ đón rồi. Thế là nàng đổi giọng ngay, biểu môi. Biết ngay mà, người gì đâu mà mới trông đã thấy nhát hít rồi nàng quầy quả đi thầy tư nãy giờ nghe tôi kể chuyện miệng cứ há hốc một lúc thầy mới nói rồi mày bỏ luôn hả không bỏ để mà huy nhị tỳ hả tôi rành sáu câu giọng cổ này mà để tôi kể tiếp thầy nghe trước đó tôi gặp một ca khác biết tôi có tính hay làm lục dân tiên. Một bà bạn tôi, một hôm gọi điện cho tôi nhờ giả cứu giúp một con bé đã bị chồng Việt Kiều hành hạ hơn 5 năm rồi. Bây giờ muốn ly dị để ra ngoài sống. Bà nhờ tôi tìm luật sư và giúp đỡ con cháu bé. Tội nghiệp, mới 27 tuổi mà đã bị chồng và nhà chồng hành hạ tới bến tôi nổi máu anh hùng gọi điện cho cô bé liền. Nghe giọng cô bé vừa nói vừa sụp sùi, tôi cũng muốn sùi sụp theo. Lời cô bé cho biết là chồng Việt Kiều về nước, cưới con bé sang, hứa hẹn đủ thứ rồi chẳng cho đi đâu. Gần sáu năm trời đẻ một đứa con cho ảnh, mà ảnh không cho học lái xe. Suốt ngày cấm cửa trong nhà, chờ chồng về ra lệnh cho nấu món gì thì phải nấu cho ảnh ăn món nấy. Nếu không đúng gu thì ảnh la lối mắng mỏ như người ở vậy. Có hôm nấu hơi mặn, ảnh lấy nguyên cái đèn ngủ ném vào đầu, Mãng văng vào con bé, chảy máu mà ảnh không thèm để ý. Cô vợ phải khóc lóc mãi ảnh mới chịu cho bôi thuốc và dán băng cho con bé con. Rồi kể đủ thứ chuyện nhà chồng hành hạ, nghe muốn nổi xung lên. Thế là tôi sắn tay áo đi kiếm luật sư cho cô bé. Ngày gặp luật sư, cô bé được một cô bạn chở đến văn phòng. Cũng kể lễ khóc lóc, làm ông luật sư bạn hứa sẽ giúp hết mình cho ly dị thật nhanh để cô bé dọn ra. Nhiều ngày sau, cô bé gọi điện thoại hoài, dục giả đi mướn nhà dùm cô bé, vì chồng đã đồng ý cho dọn ra trước khi ly dị. Tưởng thiệt tôi đi đặt cọc mướn nhà cho cô bé rồi tới một ngày được cô bạn chở tới tôi cũng vui lây vì hai mẹ con vui quá rồi thầy biết không được vài ngày thì cô chủ nhà hất hải gọi tôi nói cho hay là cô bé vô tội kia suốt ngày lên laptop kiếm bạn trai rồi ngày nào cũng có một hai chàng trai trẻ lái xe đến đóng cửa nói chuyện kín rồi một ngày thầy tư sốt ruột la lên dẹp cái rồi rồi đi nói lẹ lên cứ rồi rồi mãi tôi cười thôi không rồi nữa một ngày anh chồng đến cô chủ nhà chạy ra coi thì thấy hiền lành không có vẻ gì là hung dữ cả chỉ có điều là già hơn vợ cả hai chục tuổi Quá ra là cô vợ trẻ này sau vài năm làm vợ ông già, bắt đầu chán, kiếm chuyện để giọt ra ngoài kiếm trai. Đúng ngay chốc, Cỡ tuần sau nữa một chàng đi xe lết sệt tới cổng hai mẹ con đi biệt, không lời từ giả. Hê <laughs> hê. Thầy Tư thở dài. Đúng là chuyện dài, vậy mà vẫn có người bị mắc bẫy. Chưa hết đâu, thầy ơi, Chuyện thiệt nha. Một hôm tôi đang ngồi trong spa nước nóng ở Garden Grove. Thấy có một nàng xinh xinh đẹp đẹp, chân dài tới nách, ngồi đông đưa chân trong nước nóng. Thầy Tư cản. Xạo mày, ai mà chân dài tới nách? Tôi cười hề hề. Nói chơi cho vui mà, ai bắt đóng thuế đâu. Thôi, để tôi kể tiếp Cô bé kia mặc áo hai mảnh mà cứ cúi cúi xuống lấy tay dọc nước. Thầy tưởng tượng nha. Tôi ngồi đối diện tuy tu từ lâu mà nhìn thấy cũng nóng mặt. Thầy biết sao không? Khi có một lô mấy trự thanh niên sồn sồn ngồi dòm nàng thì nàng cười trước, nói vài câu chi đó. Tôi không để tai nghe, chợt nghe cô bé nói tỉnh bơ câu này, làm tôi quay lại Em available đó, anh nào gan thì nhào vô nha. Nói xong nàng cười khinh khích. Nghe thấy câu đó một chàng tán liền. Em ở đâu mà tới đây? Nàng tính bơ trả lời. Em mới từ Sài Gòn qua. Mấy cậu trai liền nhào vô, bao vây lấy nàng, tán tỉnh. Tôi chán quá bỏ đi lên phòng xong hơi. Thầy Tư gật gù. Tao không có kinh nghiệm trực tiếp như mày, nhưng cũng hiểu đứa nào Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ thì thật là hồi hộp. Tao có người bạn, có thằng con trai lấy vợ Việt Nam, mang sang đây được hơn năm. Nó dớt hết tiền dành dụm của thằng chồng, gần trăm ngàn rồi dông tuốt sang tiểu bang khác. Nhiều trường hợp lắm mày ơi, kể hoài không hết. Một thằng con trai con người bạn lấy vợ á hậu sang đây nó đẻ cho ba đứa rồi dở quẻ kiếm chuyện gây với chồng hoài rồi lấy tiền tiêu quan phí đến nỗi thằng chồng chịu không nổi phát điên lên một hôm chập cho thằng chồng đánh mấy cái bột tay thế là con vợ gọi ngay chính một một nhốt thằng chồng cả gần tuần lễ trong khi chồng bị nhốt thì nó ly dị rồi dọn sạch đồ đạc két sắt đi biệt tâm tôi còn nhiều chuyện lắm nhưng thôi kể một cú chót ngắn gọn hôm đó tôi và bà xã đi chợ gặp thằng cha kia quen vợ tôi hai người chào nhau thằng cha kia đi với một cô tre trẻ ăn mặc thấy ớn trong khi vợ tôi mới nói chuyện với cha bạn kia vài phút thì con nhỏ kia liếc mắt đưa tình với tôi liền con nhỏ nhích cái miệng đỏ chót bảo tôi anh lớn tuổi mà còn đẹp trai dữ ha. Tôi nổi da gà luôn. Trước mặt thằng chồng mà đốt chát như thế thì thôi, đời thằng cha kia kể như lúa rồi. Từ đó tôi dứt khoát kết luận là Việt Kiều hồi hương Việt Nam lấy vợ thành Việt Kiều hồi hộp, phải không thầy Tư? Thầy Tư lúc bấy giờ mới cười. Thầy dơ nắm đấm lên, Tao sẽ kể chuyện Việt Kiều hồi hộp mày nói cho nó nghe. Cho nó dài thời gian suy nghĩ về những điều kiện lấy vợ Việt Nam như mày nói. Rồi cho nó quyết định sau. Sống đàng hoàng không muốn lại muốn nằm dài ở khúc ruột Việt Kiều hồi hộp. Chu tất tiếng.